vào là phải lột sạch hết quần áo. Xin mời bạn Nam. Mời bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em là Dương Xuân Thắng. Là... bao nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi ạ. 25, đến từ đâu? Em đến từ Buôn Mê Thuột ạ. Buôn Mê Thuột, bạn làm nghề gì? Dạ, em là bác sĩ ạ. Ủa, bác sĩ nữa hả? Bác sĩ nữa. Hôm nay mình có duyên với bác sĩ vậy ta? Bác sĩ chuyên khoa gì bạn? Dạ, gây mê hồi sức ạ. Rồi, mời bạn khác của mình. Dạ, con chào chị Huyền Linh. Dạ, con chào chị nào. Ôi, xin lỗi. Chào chị Huyền Linh sao? Dạ, em chào chị Cát Tường. À, dạ con chào chú Huyền Linh. Trời. Chào chị Cát Tường nha. Chào chú Huyền Linh nha. Dạ chú Huyền Linh chào con. À, em bao nhiêu tuổi rồi? Em dạ, tên gì? Em tên là Lê Thanh Hương. Em năm nay là 25 tuổi. 25 tuổi. Và em là giáo viên mầm non ạ. À. À, giáo viên mầm non là mình đi dạy cho người ta hay là trường công hay trường tư hay là như thế nào? Dạ, cái nhà trẻ nho nhỏ này là em mở ạ. Em mở luôn? Dạ. Và em là chủ trường mầm non? Dạ. Em có thương con nít không? Em cưng tụi nó lắm luôn á. Chị em cưng trẻ con, em có cưng người lớn không? Dạ cưng lắm luôn á. Cưng luôn hả? Dạ. Trước tiên á là chị thấy là giữa em với bác sĩ bên kia kết hợp nhau là rất là thuận lợi, như mình chăm sóc cho các bé luôn đúng không? À. Dạ nhưng mà ảnh làm công việc gây mê hồi sức. Không biết ảnh gây mê rồi ảnh có hồi sức không? Hên xui. Hên xui à. Bác sĩ thấy sao bác sĩ? Thích rồi đó. Không sao thích cái gì? Em thích nghề giáo viên. Nghề giáo viên hả? Nghề giọng dễ thương quá. Em ơi em yêu trẻ như vậy em có thời gian yêu người lớn chưa? Dạ bây giờ thì chưa. Nhưng mà tùy theo người lớn, nếu mà người lớn đáng yêu hơn trẻ thì mình phải nhín thời gian cho người lớn chứ ạ. À? Từ xưa giờ chưa có mối tình nào hả? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ? Dạ. Vậy là được, có được hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời ơi 25 tuổi mà chưa được hôn lần nào, sao thiếu sót dữ vậy? Rồi bác sĩ bên đây nè. Có khi nào bạn gây mê cho bệnh nhân mà lúc bệnh nhân mê rồi mình nhìn thấy bệnh nhân đẹp quá không? Câu hỏi này nhạy cảm quá. Nhưng mà bệnh nhân gây mê vào là phải lột sạch hết quần áo. Mà thì làm xong công việc của mình. À, nhưng mà có khi nào có cảm tình với một bệnh nhân nào chưa? Dạ chưa. Nhưng mà lý do tại sao không có tình cảm với bất cứ cô nào? Tuy do đi học thì em tập trung chủ yếu vào việc học. Với lại cũng hơi tự ti với bản thân. Là cũng tích lũy chưa có được nhiều. Nên em cũng chưa có muốn tìm người yêu. Bạn làm bác sĩ được bao lâu rồi? Dạ em chỉ mới ra trường năm nay thôi. Ủa mới ra trường thôi hả? Dạ. Hiện nay đang làm bệnh viện nào? Dạ em làm ở bệnh viện Đại học Tây Nguyên ạ. Đại học Tây Nguyên ở Buôn Ma Thuột luôn? Dạ. Lý do nào bạn đến thành phố để tham gia chương trình này? Dạ em đang ôn thi vào cái lớp 6 đại học ạ. Rồi bạn xem chương trình hay là người nào giới thiệu? Dạ em xuống Sài Gòn thì do em con một nữa nên là mẹ nhà cũng mở hay mở tivi xem, mẹ xem thấy hay hay mẹ giới thiệu em xem cho đỡ buồn. Em xem em thích em đăng ký. Ủa bạn nữ bây giờ mình đến chương trình làm tìm người yêu hay là mình muốn để là kết hôn luôn? Ý định là em tìm bạn có ý định lâu dài luôn. Vậy thì cái mẫu người lý tưởng của bạn, bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Thanh niên nghiêm túc. À, có lối sống lành mạnh, có lý tưởng. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng cái người đàn ông mà bạn muốn là như thế nào không? Đó là chú Huyền Linh đó. Wow. Cỡ bằng 1/10 như vậy là được rồi. Cảm ơn. À, bạn trai mình không thích người bạn nữ mình ở điểm nào vậy bạn? Dạ em không thích bạn nữ quá ngang bướng, không thèm lắng nghe ý kiến của người khác á, bảo thủ về quan điểm của mình. Tiêu chí chọn người yêu thế nào? Về tính tình thì nó giống như là nhân vật Hoàng Dung trong Điều Đại Hiệp á. Em có biết mà. Em có biết cái nhân vật này à. Nhưng mà theo em biết á, chỉ có người hiền lành như Quách Tĩnh thì mới có thể chấp nhận được Hoàng Dung thôi. Chứ cỡ như mà Dương Khang là đâu có chịu nổi đâu. Thấy chưa? Bên này giống Quách Tĩnh không? Cũng hơi giống giống. Hơi giống giống đấy. Bây giờ em không thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình? Chỉ là đừng đẹp quá. Phải không? Cũng sao kỳ vậy? Người ta tìm người đẹp sao em đừng đẹp quá là sao? Tìm người đẹp quá thì em phải bận tâm chứ, cái việc lúc nào em đi kế bên em phải làm sao cho mình phải đẹp cũng bằng hoặc hơn. Ủa vậy mà là giờ xấu cũng được hả? Mập ốm gì cũng được hết trơn hả? Dạ xấu. Sao em dễ dãi vậy? Chú được không? Chú mà xấu ai mà chịu nổi chứ. Trời dễ thương ha. Dạ sao con kêu bằng chú hoài vậy? Tại chú già. Không phải. Rồi cảm ơn con nhiều, để qua chú nói mình này đẹp trai lắm, đẹp hơn chú nhiều. Trời ơi nhưng mà không được, nói nghe nè, trước khi mà chị qua chị coi mặt chị phải hỏi em, bữa nay em đi tới chương trình là em đi tới với ai?
Dạ em đi với mẹ, em gái và một người bạn thân. Ồ vậy hả? Có mẹ nữa hả? Đâu mẹ em đâu? Dạ chào cô. Dạ cô thấy anh bác sĩ ở bển sao cô? Thấy cũng được. Được hả cô? Mà sao con gái cô không có dễ dãi quá, không có cần thiết ngoại hình rồi vậy sao vậy cô? Không dễ đâu nha. À, có nghĩa là nói vậy chứ không phải phải vậy hả? Không phải. Tức nói chung á là đòi hỏi gì hình thức á thì không không nhiều. Dạ. Nhưng mà đòi hỏi về nè nội tâm, tính cách thì rất quan trọng. Dạ. Hai em ơi, hai em cầm cái bảng gì cao cao cho chị không đọc được chữ. À, trân trọng mọi thứ là phương châm của em. Thật ra nguyên bản của nó là như thế này: trân trọng mọi thứ là phương sao chăm sóc của tôi, kể cả bạn. Những người xung quanh tôi thường là những người rất là dễ thương. Thì không biết là bởi vì tôi là người may mắn hay tôi cũng là người dễ thương. Không biết bạn có muốn tham gia trong nhóm này không? À, thật là ý nghĩa hết. Ở bên kia là có mẹ đi theo ha. Ở bên đây không có mẹ. Như trước khi đi mẹ có dặn gì không? Thì mẹ dặn cố gắng kiếm người yêu cho mẹ vui. Kiếm người yêu cho mẹ vui thôi hả? Chứ em không vui hả? Em vui lắm chứ anh. Mẹ có ra tiêu chuẩn chọn con dâu thế nào không? Một tiêu chuẩn thôi là hông to là được. Hả? Ủa, chọn hông to hả? Dạ. Để làm gì? Mẹ muốn hông to gì đẻ. Sao? Hông to là sao? Gì đẻ chị. Ở rồi bên đây hông nhỏ rồi không có to rồi giờ sao ta? Ai biết. Thôi, vậy đi coi mắt hay là coi hông? Không, đó tiêu chuẩn của mẹ em thôi, còn em thì... Tiêu chuẩn em sao? Về hình dạng thì đừng có quá gầy, có da có thịt, đại khái cỡ như chị nhưng mà đừng trẻ như chị là được, trẻ hơn. Trời ơi, bác sĩ chơi chữ tôi kìa, câu đầu tôi tính mừng tôi chưa kịp cười nữa. Rồi gì nữa, không thích gì nữa? Nói chung không to được rồi. Người ta không có to. Đó. To nào mà to. À, hỏi bạn gái bên kia lúc giận dữ mặt bạn có dễ thương không ạ? Giận dữ mà mặt dễ thương hả? Con gái có người lúc họ giận nên nhìn họ rất là dễ thương. Vậy hả? Mình muốn lâm lanh nhưng mà nhìn mặt cáu cỏ mà khó chịu quá là nhiều lúc mình lại không muốn lâm lanh. À. Rồi để chút kia bằng kia. Bây giờ mở màn lên là bên đây là làm cho bạn làm sao cho bên đây người ta giận đi. Rồi mình coi thử coi giận là có dễ thương không nha. Ok. Trời ơi hông to. Rồi ta kéo màn lên. Hông to hả? 2 phút các bạn sẽ gặp nhau, nhìn nhau và đi đến quyết định. 2 phút bắt đầu. Các bạn. Theo tiêu chuẩn như vậy là không vậy được chưa ạ? Ok. Nếu mà anh nhường cho em hỏi trước thì em chỉ hỏi một câu thôi à. Đối với anh cái gì là quý giá nhất ạ? Cái mình đang có các bạn. Đây là câu trả lời em cảm thấy hài lòng nhất. Em đã hỏi rất là nhiều người mà chưa ai trả lời được cái câu trả lời này. Nhìn em rất là xinh. Dạ em cảm ơn. Thích. Em cảm nhận về anh như thế nào? Anh là một mẫu người nhìn khá là phong độ giống như chú Quyền Linh, rất là đẹp trai. Quyền Linh ơi. Cô giáo thường cô giáo mầm non thì rất là kiên nhẫn. Bây giờ thí dụ như giờ em tưởng tượng đây là giờ học sinh mầm non của em đi. Em sẽ dạy cho bé này một bài hát. Bé tập hát thử coi như thế nào. Hả? Chúng ta có một phút để dạy bài hát này. Chuẩn bị 2, 3, bắt đầu. Nghe anh hát câu dân ca sao mượt mà lòng em thương quá. Một câu thôi. Bé dạy bé mà dạy khó quá vậy trời. Dạy đi dạy bắt đầu. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà, sao mượt mà lòng anh thương quá. Lòng anh thương quá. Đó, cái này anh nói nha. Giỏi quá à. Cái chữ thương này là anh nói nha. Trời ơi, nhưng mà cô giáo ơi, cô giáo dạy học trò mà, em bé mà cô giáo dạy bài người lớn nha. Cô giáo phải dạy bài em bé rồi mới được. Thôi, hết giờ rồi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định nhấn nút hay không nha. 3 2 1 Thôi bấm lẹ ghê. Bác sĩ bấm lẹ lắm. Vừa chưa tới một là bấm liền. Ông cô giáo cũng lẹ lắm. Hai người rất là dễ thương á. Ha, nắm tay nhau đi được rồi đấy. Bác sĩ nắm tay cô giáo một cái ha. Chúc mừng hai bạn nha. Bác sĩ cảm nhận như thế nào? Tay rất là ấm. Ấm hả? Dạ. Cô giáo thì thấy sao? Dạ, nó hơi bị lạnh. Sao vậy? Vậy nó mới hòa hợp, âm dương hòa hợp mà. Lạnh lạnh nóng nóng với hai bên mà nóng hết chắc banh nhà quá. Chúc mừng hai bạn và mong rằng hai bạn sẽ hướng đến một cái tương lai tốt đẹp là hai người sẽ góp gạo thổi cơm chung nhé. Dạ, dạ. Bác sĩ phải kêu tụi bằng chú nha, không kêu bằng anh nữa nha. Dạ, chú Bình Linh ạ. À, hai con cố gắng nha. Dạ. Ở dưới mời chú nha con. Dạ. Dạ. Ai nhìn em cũng bảo là em cái mặt nhìn lúc nào cũng ngầu ngầu nên ta sợ hay sao.
Rồi mời bạn trai. Oh yeah. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, chào quý vị khán giả, chào anh Linh, chào chị Cát Tường với bạn nữ. À, em bạn nữ là... đâu? Là bạn nữ chưa ra. Chưa ra đúng rồi. À, em tên là Võ Bá Thập. Nhiêu tuổi? Em 30 tuổi. 30, bạn làm nghề gì? Em là một bác sĩ. Em là bác sĩ chuyên khoa gì? À, em về tai mũi họng. Bác sĩ hả? Sao rung quá vậy? Bác sĩ mà rung quá vậy? Đấy, lần đầu lên truyền hình. Có khi nào bạn rung vậy chưa? Có anh. Có hả? Trong lúc nào? Lúc mổ hả? Không có, lần đầu tiên chích người ta. Rung vậy có khi nào gãi kim không? Dạ, không có. Rồi đừng có rung nha. Bây giờ bạn gái của bạn mới ra nè. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Chị Cát Tường chào bạn. Lạ quá, lạ quá. Dạ, em có phần quà. Tặng ai? Dạ, tặng chị. Ồ, có quà nữa hả? Cảm ơn nghe, thiệt chu đáo quá. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Minh Thanh. Dạ, hiện em làm một nhân viên ngân hàng. Ừ, năm nay Thanh bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 27 tuổi rồi. 27 tuổi mà còn trẻ quá. Hiện tại thì lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Cái thời gian em cho công việc là khá nhiều. Thì lúc rảnh rỗi là em cho bản thân với là cho gia đình. Thế tại sao không tìm được người yêu cho mình mà phải nhờ tới chương trình? Chắc duyên nợ sao á chị. Em cũng gặp được một vài người. Một vài người? Nhưng mà không tới được. Lý do tại sao không tới được vậy bạn? Cái người yêu đầu tiên của em á cũng đi Úc. Rồi tới cái anh tiếp theo cũng đi Úc luôn. Không biết anh bên đó có định đi Úc không? Có đi không? Có đi Úc không? Ơi. Không anh ơi, em thích đi Campuchia. Campuchia. Rồi bây giờ hỏi em lý do tại sao em ế? Ế nói ế thì chắc không, không phải là ế đâu. Tại vì chắc em nghĩ là chưa tìm được người mà phù hợp. Kén chọn quá. Không, người ta nhìn em ta nói em khó thôi chứ không phải là em kén chọn. Nhưng mà một cái chàng trai ga lăng thế này lúc nào cũng có một bó hoa thế này thì anh nghĩ rằng dễ tìm bạn gái lắm chứ? Cũng có, nhưng mà quen nhau rồi lại không hợp rồi lại chia tay. Tại sao là không hợp? Em nhìn vừa cổ hủ mà nó vừa có chút hiện đại, nói chung nó hòa lẫn tùm lum hết. Là sao bạn? Vừa cổ hủ thì hiện đại là sao bạn? Ví dụ như có những cái truyền thống thì em vẫn giữ truyền thống. Ví dụ như em thích hát cải lương. À, trong khi là thích những cái hiện đại khác là người phụ nữ em đòi hỏi nhiều cái hiện đại. Ví dụ như người đó là phải biết trang điểm, biết ăn mặc, nhưng mà vẫn giữ những cái nét truyền thống người phụ nữ Việt Nam mình. Nếu mà nhận xét về mình thì bạn thấy mình là người như thế nào? Dạ thì tính em thì rất là nhiệt tình. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Một anh chàng vui tính, lạc quan nè, có trách nhiệm gì. Anh bác sĩ ơi, anh có phải là một người vui tính không? Em thì chắc không có vui tính nhiều lắm đâu chị. Ai nhìn em cũng bảo là em khó khăn. Tại sao vậy? Nếu mà ai cũng nói vậy thì mình phải cải thiện chứ. Chắc cái do cái ngoại hình đó chị, cái mặt nhìn lúc nào cũng ngầu ngầu nên ta sợ hay sao á. Không biết nào mà khóc không? Có chứ anh, coi vậy chứ trong em nó nhạy cảm lắm. Nhạy cảm hả? Nhạy cảm là nhạy cảm về vấn đề gì? Thì ví dụ như em coi bộ phim tình cảm em cũng có thể rơi nước mắt nữa. Nhưng mà nhìn bên ngoài bạn là bạn nhìn thấy khó chịu lắm hả? Khó tính lắm hả? Ai cũng bảo nhìn em khô khan lắm chị ơi. Bạn này không phải khô khan mà nhìn nó vẻ hơi ngầu ngầu. Trời đất ơi, bác sĩ gì kỳ vậy? Nghe bạn nói bạn thích hát cải lương đúng không? Không, thích nghe thôi. Thích nghe, thích nghe phải biết hát chứ. Dạ cũng có chút chút. Bây giờ căng thẳng quá thôi mình hát một câu nào đó cho nó vui đi. Ha, cho chào bỏ tay à. Căng thẳng quá. Căng thẳng quá. Cứ bác sĩ mà ngồi rất căng thẳng thế này rung quá. Chưa gặp mặt mà rung rồi đó. Rồi bây giờ mình lên câu đi. Khoan, cái này hát cho vui thôi. Vui thôi, chủ yếu vui thôi. Em hát một câu trong Lưu Bình Dương Lễ đi. Rồi. Châu tiểu thơ ơi, lời hẹn ngày xưa nàng có nhớ. Lưu Bình tôi đã danh đề bản hộ, có xứng được cùng ai nên nghĩa loan chẳng. Căng thẳng quá thôi. Bạn ở đây rất là căng thẳng, hình như hơi rung á. Căng thẳng quá mà em sợ cái chữ trần nó bị rớt lại đằng sau. Bây giờ tôi hỏi bạn nè, cái lần đầu tiên á, lần đầu tiên đến với tình yêu á, khi mà nụ hôn đầu đời của bạn, bạn cảm giác thế nào? Phê. Hả? Phê. Phê. Phê thì chắc phê rồi, có rung không? Có chứ anh. Nụ hôn đầu đời lâu chưa? Lâu lắm anh, nhưng mà em yêu rất là trễ. Khi mà em lên tới đại học em mới yêu được. Và phải đại học năm thứ 5. Còn lúc trước không có yêu? Lúc trước là chỉ thích thôi chứ mà chưa yêu. Lần đầu tiên gặp phụ nữ có rung vậy không? Có. Nói chuyện người yêu có rung vậy không? Khi mà yêu rồi thì hết anh. Ủa mà anh ơi, bây giờ 30 tuổi rồi là bây giờ anh đã muốn lấy vợ dữ lắm chưa? À, muốn chứ chưa lắm vậy. Chứ giờ muốn để tới nhiêu? Chắc kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đi. Trời đất ơi,
Vậy còn sao bạn giống nữ quá vậy? Bạn nữ là từ xưa đến giờ mình có khi nào bị bệnh gì mà đi khám tai mũi họng chưa? Dạ không biết, sao em khỏe lắm em mới đi bác sĩ lắm chị. Thế mình có sợ bác sĩ không? Dạ không luôn. Không hả? Mẫu người lý tưởng của bạn là ngoại hình nó như thế nào? Dạ mẫu của em đơn giản lắm chị, chỉ cần ảnh nhìn dễ thương giống anh Nguyễn Linh, lại có đồng tiền giống chị. Trời ơi, gọi gì nữa? Nếu cao hơn em thì tốt. Cao bao nhiêu? Dạ cao 1m7 thôi chị. Trời ơi, vậy mà không có kén chọn đó. Điểm nào mà em không thích ở người bạn trai của mình? Đừng có lăng nhăng á chị. Bác sĩ thì chị nghĩ chắc không có lăng nhăng đâu. Rồi cái gì nữa? Đừng có hút thuốc. Có hút thuốc không vậy bác sĩ? Dạ không, vậy em không hút thuốc. Đúng rồi, hút bên thuốc đây có chích thuốc à. Có hại cho sức khỏe. Ủa nhưng mà bạn làm trong bệnh viện và mình tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, có khi nào bạn có để ý cô bệnh nhân nữ nào chưa? Nay bệnh nhân là toàn người lớn tuổi không chị? Chứ nhỏ tuổi dám cũng để ý phải không? Dạ. Vậy bạn nữ cái sở thích của bạn là gì? Sở thích của em là em tập yoga. Wow, mình tập yoga được bao lâu rồi? Dạ em tập cũng lâu rồi, được 4 năm rồi chị. Tập yoga ra là người khỏe lắm á. Còn bạn có chơi giải trí môn gì không? Chơi bóng đá. Rồi gì nữa? Tập gym. Bạn có một cái tiêu chí gì về cái mẫu hình lý tưởng của mình không? Cao, biết ăn mặc, vui vẻ là được rồi. Rồi cái gì không thích? Đừng có nhỏ nhặt quá, nói chung là phải thoải mái một tí. Là thoải mái là sao? Để là cho bạn sao? Đi chơi thoải mái hả? Không phải anh, cư xử với mọi người xung quanh, với gia đình của hai bên á, thoải mái một tí. Nhưng mà bạn ơi, thì mình thấy là mấy người tập yoga là họ dẻo lắm đúng không? Dạ đúng rồi, dẻo lắm, bẻ người ra sau rồi. Bạn có thể bẻ người ra sau rồi, bạn có thể là đưa chân lên trên rồi gì được không? Dạ, dạ được hết chị. Được hết hả? Để tôi qua tôi coi coi làm thử coi sao. Dạ, chào anh. Chào bạn. Xin không? Xin, quê em ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn từ đó giờ luôn hả? Dạ được 27 năm rồi. Còn trước 27 năm là ở đâu? Dạ trong bụng mẹ. Thành ra bạn rất là bản lĩnh. Còn bạn bên kia nói với bác sĩ chứ em đuối lắm. Dạ. Hơi bị rung nha. Mong rằng bạn đỡ đần anh ấy giùm tôi nha. Em cũng rung mà em giấu được. Giấu được không? Anh đây không có giấu luôn, rung ra rung mà. Không mà từ nãy giờ bên là chị thấy lắm. Là em là hợp với cái mẫu người của anh bên kia đó. Ê bây giờ á, thấy từ nhìn mặt đi, xong rồi cho hai người nhìn mặt nhau nè. Trời ơi, mời bác sĩ đây hả? Bác sĩ. Sao không giống hả chị? Trời ơi trời, bác sĩ thiệt không hay là khai mang? Không, em có một cái quan điểm á, khi mà em bước ra khỏi bệnh viện á, em không muốn dính dáng gì thêm quầy hết. Nên nhưng mà bác sĩ vậy rủi mà tôi bị tai mũi họng mà tôi vô mà tôi tính hả miệng cho người ta khám hay là gì đó mà nhìn vậy là tôi không có yên tâm mà để đeo khẩu trang mà chị. Chị đâu thấy mặt em. Nhưng mà lúc tư vấn nói chuyện với bệnh nhân thì phải mở đeo luôn. Có không? Có. Người ta phải mở ra chứ, người ta mới nhìn thấy mặt nhau, người ta mới tin tưởng bác sĩ chứ, cái này là tôi không tin tưởng rồi đó. Sao vậy chị? Mà em đeo nữa. Mà có ai nói với bạn là mặt bạn không giống bác sĩ không? Có. Ai gặp lần đầu cũng nói vậy hả? Vậy hả? Dạ. Nhưng mà chắc chắn bác sĩ thiệt phải không? Dạ chị, để em vô lấy cái bằng. Anh test rồi, trước khi vô đây có bằng rồi, học cái bằng luôn rồi. Dạ. Nói chung là khám tai mũi họng đó nhiều lắm rồi. Trời ơi lạ quá, sợ mặc quần phải khứa rách rách như thế hả? Giống anh Nguyễn Linh quá vậy. Dạ. Đâu có rách đâu. Bữa nay ảnh chơi model Hàn Quốc. Anh thấy được rồi đấy. Cặp đôi này rất là hợp nhau. Hợp anh. Hợp. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Một bên là tập gym, một bên tập yoga ha. Hai người về tập với nhau hợp lắm á. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh. Anh có ra làm gì chưa? Rồi. Có. Dạ, em có phần quà tặng anh. Dạ, em tặng Nguyễn Linh. Cảm ơn em. Đừng đòi quà anh nha. Chào em. Chào anh. Nhà em á là có khó không? Nhà qua em là được. Qua là được, tại vì nhà anh rất là dễ. Dạ. Nên sao không được á, anh là anh quyết là nhà quyết rồi. Dạ, vậy giống em. Em có đặt câu hỏi gì cho anh không? Dạ. Tập gym cái vô cái ửa người ra. Anh tập được 6 múi chưa? Lúc nào cũng 6 múi hết em. Dạ. Em làm ngân hàng, em làm bên cái gì? Dạ, em làm bên tín dụng. Rồi. Anh làm bên vay. Khâu đòi nợ. Vậy cái gì qua ủng hộ em. Rồi. Nhưng mà em tập yoga hả? Dạ em tập yoga. Anh cũng dự định đi tập yoga tại vì anh hay căng thẳng. Hay mất bình tĩnh lắm nên anh nghĩ cái đó tốt với anh. Sao anh mất bình tĩnh? Anh nói là anh hay bị rung, hay bị hồi hộp. Nên anh nghĩ tập cái đó là đầm thấm lại đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa em muốn đầm thấm hả? Tinh thần anh, tinh thần của anh, thể xác anh. Muốn đầm thấm nha. Bị lắm à. Một tuần anh đi tập thể dục thường xuyên không? Tuần anh tập 3 ngày, một ngày chơi đá bóng. Rồi đi khám ngày nào trời? Đi khám buổi sáng chị. Bây giờ nè,
Em qua em khám bằng nữ coi có bị bệnh gì không. Qua kiểm tra sơ qua cái coi. Chắc em nghĩ nhìn mày thì chắc không có bệnh gì rồi. Sao biết được? Nhìn răng á là em biết là có bệnh hay không rồi. Tại sao? Tại vì răng đẹp vậy là thường không có bệnh, như là mùi miệng. Cảm ơn anh. Ủa anh có hay đi du lịch không? Có chứ, du lịch là sở thích lớn nhất của anh. Nhưng mà anh thích đi dạng đi bụi thôi chứ không có đi theo một cái chương trình nào hết. Em có hợp với nhẹ không? Dạ sao cũng giống em quá. Anh nghĩ tính em như tính anh chắc cũng thuộc dạng hay là sống bên trong nhiều hơn bên ngoài. Đúng không? Sống bên trong là sao? Sống nội tâm anh. Hết thời gian rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò. Rồi mời bác sĩ, chúng ta đặt tay vào nút bấm. 1, 2 và 3. Bác sĩ cảm nhận gì với một cô nhân viên ngân hàng dễ thương thế này? Em nghĩ là tính của anh chắc có lẽ là cũng giống giống tính em. Dạ. Có lẽ là phù hợp. À, chúc mừng cho cặp đôi đầu tiên.